Hello, thân mến chào các bạn. Ok, hôm nay Peter mới nhận được một cái hộp từ B&H gửi về. Đây là một cái bộ flash mà Peter cũng đợi cũng khá lâu rồi. Và bây giờ nó mới available cho Peter mua. Và Peter dĩ nhiên là khi mà nó cho mua là Peter đã mua liền. Và đây là cái bộ nó gọi là Nissin. Nissin là made in Japan, cái hiệu này là của Nhật. Thì cái bộ này á, nó gọi là Nissin DI700A Kit. Có nghĩa là nó có cái flash và nó có một cái controller đi chung. Cái bộ này là đi chung. Peter mua cái bộ này á, là đặc biệt á, là cho máy Sony. Ok. Và một trong những cái lý do Peter chọn cái bộ này á, là tại vì cái đế, cái chân ở dưới cái flash này á, là cái loại chân mới cho cái dòng máy Sony A7 sau này. Với cái chân flash hồi xưa là Sony nó có cái chân flash khác với tất cả mọi người. Bây giờ cái đế, cái chân flash của nó gọi là cái multi interface thì nó là cái loại mới. Thì lý do là Peter thích cái thằng này là tại vì Peter không có cần phải mua cái adapter. Ok ha, Peter sẽ unbox cái bộ này cho các bạn coi và giải thích cho các bạn biết một chút về cái cách chơi flash nếu mà các bạn nào mà có cái dòng máy A7 giống như Peter đây ha. A7 II, A7 Mark II. Dĩ nhiên là cái flash này nó sẽ dùng cho tất cả những cái dòng máy A7, A6000, Next, ví dụ như vậy. Tất cả những cái máy Sony là đều dùng được hết. Và Peter mua cái này là tại vì Peter chơi off camera flash từ lâu nay tới giờ. Và hồi xưa nãy giờ là Peter chơi off camera flash với cái flash nhỏ này. Và cái flash nhỏ này là Peter kick cái flash Sony lớn. Ok, mỗi lần mà cái thằng này nó nháy á thì nó sẽ kick cái thằng này và thằng này nó sẽ nháy nó nha. Nhưng mà chơi cái kiểu này á thì nó cũng ok, nhưng mà Peter cảm thấy là chưa có hài lòng lắm, là tại vì á cái thằng này nó có cái ánh sáng tới cái chủ thể của mình một chút xíu, trong khi mình chơi cái kiểu này thì mình lại không muốn cái ánh sáng nó đánh vào chủ thể. Còn với cái thằng này nó chỉ là controller thôi, ok, và nó sẽ đánh cái ánh sáng thẳng tới tới cái chủ thể mình mà không có bị nhiễu ánh sáng. Thì lý do Peter mua cái thằng này là để chơi off camera flash. Thay đổi cái cách chơi của Sony này. Ok. Thì bây giờ Peter mở cái hộp này ra coi cho các bạn coi trong đó là cái gì. Các bạn nhớ là nếu mà các bạn mua thì các bạn không biết là Việt Nam có bán không, nhưng mà khi các bạn mua các bạn nhớ là các bạn phải mua cho cái bộ nào nha. Peter mua thì cái thằng này là Peter mua là nó cho ok đây, nó ghi đây for Sony. Cái bộ này Peter mua cũng khá rẻ, 299 đồng. Thì nó gồm có cái gì ở trong cái kit này, mở ra. Ok, nó có cái đây một cái tờ giấy nó hướng dẫn mình cách sử dụng. Đây là cái flash đây. Cái flash nó cho mình một cái bao khá đẹp. Peter thích cái hiệu này, chứ Peter không có thích cái hiệu Yongno hay là mấy cái hiệu đó của tàu với lại Trung Quốc. Peter không thích lắm. Cái thằng Nissin này á, là của Nhật, nó made in Japan, thì dĩ nhiên là đồ Nhật thì mình thích hơn, tại vì Nhật thì nó làm thì chất lượng hơn và nó cũng tỉ mỉ hơn, cao cấp hơn. Ok, đây là cái flash. Peter mở ra để cho các bạn coi như thế nào. Và nó có cái bao đây. Cái bao này cũng ok thôi. Và mình có thể đeo vô cái dây nịch của mình hoặc là đeo vô cái túi của mình để mà mình đi chợ. Và đây là cái flash. Cái flash thì cầm tương đối cũng nhẹ, nó làm bằng nhựa thôi, chứ cũng không phải là cái chất lượng gì cao cấp lắm. Để Peter so sánh cho các bạn coi. Đây là cái flash Sony và đây là cái flash Nissin, cũng ná ná bằng nhau. Thì hình như cái flash Nissin này á, cái guide number nó mạnh hơn cái Sony này một chút xíu. Có nghĩa là nó bắn xa hơn, nó bắn mạnh hơn. Ok. Đây, đằng trước và đằng sau.
Thì như các bạn thấy đây, hồi nãy Peter có nói là hai cái chân này nó giống nhau và hai cái chân này là gắn thẳng lên cái máy chụp hình của mình mà không cần phải qua cái adapter. Ok, so sánh cho các bạn coi cái kích thước của hai cái. Thì cái flash này á, mình có thể bẻ cái cổ nó như vậy. Bẻ coi cái lại. Tuy nhiên cái flash của thằng Sony nó hay hơn một chút xíu là mình có thể bẻ kiểu này và kẻ kiểu này. Nó nhiều cái kiểu để vẽ bẻ hơn, nó linh động hơn một chút. Thằng này á, nó có cái nó gọi là transceiver ở trong. Nó nhận cái tín hiệu của cái commander và nó sẽ nháy. Peter chọn nó là tại vì nó làm được, nó chụp nó kết hợp với lại cái máy Sony và mình có thể chụp TTL và hoàn toàn là TTL, và nó chụp high speed sync cho mình luôn. Ok, thì như vậy á, là mình sẽ chụp ở ngoài trời, ngay buổi trưa nắng gắt mà mình có thể dùng cái tốc độ cao để mà mình chụp model hoặc là chụp chân dung. Ok, thì và mình có thể chụp TTL luôn. Peter rất là thích và Peter cũng đã nghiên cứu kỹ trước khi mua nó. Nó có một cái hiệu khác nữa, nó gọi là Photix. Nhưng mà cái thằng Photix Peter lại cũng thấy nhiều người khen lắm nhưng mà Peter không mua. Là tại vì cái thằng Photix nó phải dùng cái đế của Sony mà có loại đế cũ, cho nên mua cái thằng đó mình lại phải mua thêm một cái adapter, thì nó làm cho cái máy này nó gồ ghề mà nó bự hơn chút xíu và nó lại rườm rà hơn, trong khi cái thằng này mình gắn thẳng vô cái máy mình luôn. Đây là cái máy Sony A7 Mark II. Peter có thể gắn cái flash này vô đó rồi Peter chụp ha, nó hay hơn. Để coi nó cho mình cái gì trong cái flash này. Ok, mình mở cái nắp này ra thì đây là nó có cái lỗ, nó cho mình gắn cái dây, nó gọi là sync. Mình gắn cái dây này vô cái hệ thống mà chụp studio cũng được. Ok, bên này là cái chỗ mà mình bỏ pin vô. À, cái pin này nó không phải là cái nắp, nó là khi mình mở ra là nó là cái hộp luôn, cái hộp bỏ pin vô luôn. Mình bỏ pin vô rồi mình mới đậy vô, cũng hay. Peter cũng thấy cái này rất là hay. Hình như bỏ pin cái kiểu này nó dễ hơn. Thông thường á, mấy cái flash khác á là mình mở ra rồi mình bỏ pin thì cũng ok, nhưng mà như vậy nhiều khi làm nó cũng không có được tiện. Peter thấy cái cách mà design của thằng này như vậy cũng hay, và lần đầu tiên Peter thấy nó làm kiểu này. Lát nữa Peter sẽ bỏ pin vô thử như thế nào. Ở bên này nó có cái chỗ để chúng ta cắm cái external battery, có nghĩa là mình có cái nguồn pin ngoài để mà mình chụp lâu hơn và nó recycle nhanh hơn, thì mình có thể mua một cái cục pin rời và mình cắm vào đây, thì cái máy này mình sẽ chụp cho những người mà chụp sự kiện, chụp đám cưới hay là chụp cần cái flash này nó recycle nhanh á, thì mình có thể mua một cái battery pack và mình cắm ngoài. Ok, rồi và cái này nó cho mình cái đế đây, cái chân đây, thì rồi sẽ cắm cái chân này lên đây rồi để qua đây. Ok, trong cái hộp này nó cho mình thêm một cái gì, như Peter nói là Peter mua cái này, nó gọi là Peter mua cái kit. Ok, thì khi mình mua cái kit á, nó sẽ cho mình luôn cái commander. Cái commander này nó gọi là L1 for Sony. Thì cái thằng commander này, để Peter mở ra cho các bạn coi, nó cũng có cái giấy instruction đây. Lát nữa Peter sẽ đọc nó như thế nào. Thì đây, cho những cái bạn nào mà quan tâm mà muốn chơi flash mà đang dùng Sony, có nhiều bạn hoang mang không biết mua cái gì để dùng cho Sony, thì Peter sẽ làm những cái video kế tiếp để hướng dẫn các bạn cách chụp off camera flash và những cái cách mà mình có thể chơi off camera flash, tại vì Peter chơi off camera flash từ lâu nay tới giờ, và dĩ nhiên là Peter chơi cái dòng Sony từ lâu rồi, cho nên Peter biết những cái cách mà để chơi flash, thì sẽ chia sẻ với các bạn. Ok, đây là cái commander. Cái commander này nó nhỏ và rất là hay. Và cái commander này mình gắn lên cái máy camera của mình. Và cái commander này nó sẽ wirelessly nháy cái control cái flash này.
Ok, mà cái range á, lên tới 30 m là khá dài, 30 m. Ok, thằng này nó control thằng này TTL và high speed sync luôn. Cái độc đáo của thằng này nữa là nó có ba cái bank là ABC, mà mỗi cái bank của nó có thể control được 7 cái flash. Thì như các bạn biết là trên một cái controller này mà mình có thể control 21 cái flash thì thật sự mà nói là rất là powerful. Mà cái flash này nếu mà mua riêng thì cũng không có mắc, có hẳn tiền 220 một cái. Peter mua cái bộ này 290 là nó có luôn cái commander và cái flash. Mai mốt Peter sẽ mua thêm một cái hai cái flash này nữa. Ok, thì một cái là Peter sẽ hai cái Peter sẽ để fill và một cái Peter sẽ đánh cái background hoặc là Peter sẽ làm highlight ở đằng sau. Ok, thì khi mà mình có nhiều flash như vậy mình control bằng cái thằng này và nó sẽ cho chúng ta TTL và high speed sync luôn. Ok, để mở ra coi thằng này nó nhận hai cục pin 3A để Peter gắn vô. Để Peter gắn vô rồi Peter thử cho các bạn coi nó như thế nào nha. Các bạn đợi Peter một chút. Cái này nó hơi khó gắn cho mình cũng không, Peter cũng không biết là ok rồi. Peter sẽ gắn bốn cục pin vô bên này cho các bạn coi thử coi như thế nào. Thì như các bạn thấy đây là Peter gắn cục pin cũng cũng khá dễ, tại vì cái cartridge này mình cầm riêng ở ngoài mình cắn, mình không cần phải cầm nguyên cái flash. Cũng hay cái cách mà nó chế cái này cũng hay. Thằng Nhật á, thì nó làm gì cũng nó cũng suy nghĩ kỹ lắm, nó tinh tế lắm. Và lý do tại sao Peter lại thích cái đồ Nhật, và khi mà Peter thấy cái hiệu Nissin này nó làm cái này là Peter mua ngay rồi gắn vô. Thì bây giờ như vậy hai cái thằng này nó phải nói chuyện với nhau. Ok, mình phải setup để cho nó hiểu. Peter sẽ setup, thì Peter biết là setup là thứ nhất là Peter sẽ bật cái thằng này lên, và khi mà Peter bật cái thằng này lên Peter sẽ bấm cái nút bật lên với lại cái nút set này 3 giây và nó sẽ kêu bíp bíp. Rồi khi nó kêu bíp bíp như vậy á, mình sẽ Peter sẽ bật cái máy controller này lên cũng bấm hai cái nút này 3 giây và nó sẽ bíp bíp. Rồi hai cái nó hiểu nhau. Ok, khi mà hai cái nó hiểu nhau như vậy á là bây giờ Peter bấm cái test bên này thì cái thằng này nó sẽ nháy. Để Peter bấm thử coi. Đó, các bạn thấy không? Peter bấm cái nút test này nè là cái flash nó nháy, không biết là trong video các bạn có thấy không. Đây, Peter bấm cái nút test. Đó. Ok, thì á, bây giờ là để coi mình cũng có thể đổi cái channel bằng cách là mình bấm cái nút ở giữa. Hiện bây giờ là mình đang ở cái group A và mình có thể đổi bấm cái mình có thể lăn cái con lăn ở đây và nó sẽ cho mình cộng trừ. Ok, cộng trừ flash và mình có thể control ngay bằng cái này. Thì bây giờ Peter sẽ gắn lên cái máy camera để Peter dời cái máy quay ra đằng sau. Peter sẽ thử một cái coi nó có work không nha. Thì bây giờ đây là cái camera. À quên nữa, khi mà mình gắn cái này lên á là mình phải đi vô trong cái menu của cái Sony của mình và mình sẽ vô cái chỗ nó gọi là flash. Đây, mình sẽ vô cái chỗ này và mình sẽ chọn là Wireless Flash WL. Khi mình chọn như vậy nó sẽ đưa cái tín hiệu lên đây, và khi mà mình chụp cái tín hiệu này nó sẽ vô báo báo vô cái flash đó và cái flash đó nó sẽ nháy. Rồi Peter chụp thử một tấm cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy nó nháy không? Đây, làm lại nha. Đó. Và dĩ nhiên là nếu mà Peter để cái này xa
thật ra nó vẫn nháy. Ok, tại vì nó có thể cách xa tới 30 mét lận. Mình có thể control cái flash này 30 mét. Rồi bây giờ Peter sẽ để nó ở đó. Và Peter sẽ chụp thử một cái gì đó để coi cái nó là sao. Đó. Thì các bạn thấy đây, mình Peter mới chụp xong tấm hình. Đó. Ok, làm lại cái nữa cho các bạn coi nha. Thì đây là cái cách mà mình chơi off camera flash trên Sony. Và một cách rất là dễ dàng mà hữu hiệu. Thì như Peter nói rồi, cái Air controller này rất là nhỏ, rất là nhẹ mà gắn lên cái máy thật là gọn luôn, Peter thích lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên mới nhận thôi mà mới chụp một hai tấm thôi mà đã thấy thích rồi. Peter sẽ đưa vợ con ra ngoài park và Peter sẽ chụp chân dung và Peter sẽ test và Peter sẽ chụp ngay buổi sáng. Ánh nắng mạnh gắt mà Peter sẽ dùng high speed sync để Peter chụp và Peter sẽ chia sẻ với các bạn cái cách chụp đó. Như một lần nữa Peter nói là cái này là cái bộ mà nó gọi là Nissin DI700A với cái flash và cái controller Peter mới mua về. Và cái này là mình mua là nó chế cái chân chế cho máy Sony và cái bộ này là cho máy Sony. Cái control này mình có thể control lên tới 21 cái flash nếu mình muốn, chia ra thành 3 group ABC. Hiện bây giờ thì Peter mới có một flash thôi. Peter sẽ mua thêm hai cái flash nữa để mà Peter chụp. Và lúc trước Peter chơi chơi wireless flash thì Peter sẽ đã chơi kiểu này. Peter chơi cái kiểu này. Đó, Peter gắn cái flash FM20 này lên. Peter vô cái menu, Peter chọn wireless. Thì khi Peter chụp á, cái thằng flash này nó nháy. Và khi nó nháy á, nó sẽ báo qua cái flash của Sony rồi nó nháy. Nhưng mà chơi cái kiểu này á, là nó có bất lợi cái là nó không phải là radio mà nó nháy bằng infrared. Ok. Thì như vậy nó cũng không có được xa lắm. Thứ hai nữa là cái ánh sáng của thằng này nó bắn ra tới chủ thể, nhiều khi nó bị nhiễu vô cái chủ thể. Thì lý do tại sao mà Peter không có chơi cái kiểu này nữa. Ok. Có thể là Peter sẽ đăng bán cái flash này. Tại vì bây giờ Peter lấy cái tiền, Peter sẽ mua flash kia để mà Peter dùng cái hệ thống Nissin luôn. Và như vậy Peter sẽ chơi off camera flash một cách rất là tuyệt vời. Ok, test lại một lần nữa cho các bạn coi. Ok, nếu các bạn nào có câu hỏi về off camera flash thì các bạn cứ đặt câu hỏi cho Peter, tại vì Peter rất là rành về flash. Và Peter cũng đã chơi flash từ lâu nay đó giờ. Đó, ok. Ok ha, rồi tới đây Peter ngừng cái video và chúc các bạn ngày vui.